Xin chào các bạn, mình tên là Như Huỳnh, hiện tại đang học T1 tại trung tâm Chí Dũng. Và hôm nay mình xin được phép đọc cuốn sách Đường Sư Mê Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Hôm nay là mình sẽ đọc chương 5, Bát Sữa Cứu Mạng. Từ hôm ấy về sau, mỗi ngày Bát Ti Khá đều có ghé vào thăm Siddhartha. Những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ thì Bát Ti Khá ghé vào và ăn trưa với Siddhartha. Nắng càng gay gắt thì cỏ càng ít đi. Vì vậy, có hôm phải đến xế chiều Vatika mới vào thăm vị sa môn trong rừng được. Có khi Vatika vào rừng thì gặp Siddhartha đang ngồi thiền tọa. Những lúc ấy, cậu bé chỉ ngồi ngắm Siddhartha một hồi rồi lặng lẽ đi ra khỏi rừng, sợ làm phiền nhiễu đến công phu thiền tập của thầy. Chỉ khi nào vào rừng mà gặp Siddhartha đang đi kinh hành thì Vatika mới dám đến gần để được trò chuyện chốc lát. Năm bảy hôm một lần, Vatika cùng gặp Sujata trong rừng. Hôm nào Sujata cũng đem dâng cho Siddhartha một nắm cơm và một ít thức ăn, hoặc muối mè, hoặc đậu phụng, hoặc nước sốt cà ri. Có hôm chị đem cả sữa, hoặc đề hồ, hoặc đường phèn. Hai chị em đã nhiều lần có dịp nói chuyện ở cửa rừng bên cạnh những con trâu ăn cỏ. Có khi Sujata đi với cô em gái tên là Surya, chẹt 9-10 tuổi. Vatika nghĩ thầm là một hôm nào đó nó cũng sẽ đưa các em nó vào rừng thăm Siddhartha. Nó sẽ ẵm con Himabala, sẽ dắt theo thằng Rupa. Thế nào chúng nó cũng lỡ qua được khúc sông cạn nhất gần đó. Sujata đã kể lại cho Vatika nghe những gì mà chị ấy biết về vị sa môn tên Siddhartha. Chị ấy đã làm quen với Siddhartha mấy tháng nay rồi, và từ hôm ấy đến nay mỗi ngày chị đều có đem cơm cúng dường Siddhartha vào khoảng trước giờ ngọ. Cái hôm đầu tiên mà Sujata được gặp Siddhartha là một ngày rằm. Nghe lời mẹ, Sujata mặc sari mới màu hồng, bưng một mâm đồng đầy thức cúng vào cửa rừng để cúng các thần linh. Trên mâm có bánh, có sữa, có đề hồ, có mật. Đó là vào khoảng giữa trưa. Trời nắng chang chang. Mới tới bờ sông, Sujata thấy một người nằm sóng xoài dưới nắng. Sujata bèn đặt mâm xuống bên bờ cỏ và chạy tới quan sát. Người này còn thoi thóp thở. Ông ta ốm lắm, chỉ còn da bọc xương. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, má ông ta hóp hẳn lại, như người đã lâu ngày thiếu ít ăn. Tóc và râu của ông ta ra dài, chắc đã lâu ngày rồi không cạo. Nhìn cách phục sức của ông ta, Sujata biết đây là một thầy tu núi, vốn là một cô bé thông minh. Sujata biết rằng ông này té xỉu vì đói quá. Cô bé liền cúi xuống lấy bình sữa, rót đầy vào một cái bình bát nhỏ, đem theo. Rồi cô kê bát sữa vào môi người kia và đổ xuống từng giọt. Ban đầu người ấy không đáp ứng, nhưng sau đó đôi môi động đậy và người ấy há miệng ra. Sujata kê hẳn bát sữa vào miệng người ấy và đổ từ từ vào. Người ấy bắt đầu uống, chẳng mấy chốc bát sữa đã cạn. Sujata ngồi xuống một bên bờ cỏ để đợi phản ứng. Người kia từ từ ngồi dậy, mở mắt. Thấy Sujata, người ấy mỉm cười. Ông kéo chiếc khăn choàng lại trên vai, ngồi xếp bằng lại trên bờ cỏ trong tư thế hoa sen. Thân hình rất thẳng và bắt đầu thở. Thế ngồi của ông rất vững và rất đẹp. Tưởng đây là một vị thần linh của rừng núi hiện ra để thử mình, cô bé chắp hai tay để lại xuống. Nhưng người ấy đã đưa một bàn tay ra ngăn lại. Sujata còn ngẩn ngơ thì người ấy lên tiếng nhỏ nhẹ bảo cô: "Con rót thêm cho ta một ít sữa nữa." Sung sướng, Sujata rót sữa đầy bát chân lên. Người ấy tiếp lấy và uống cạn. Sữa thật là màu nhiệm. Trong chưa đầy một khắc đồng hồ, sức khỏe người ấy hình như đã được hồi phục. Mắt người đó thật sáng, nụ cười người đó thật hiền. Sujata hỏi thăm về duyên cớ tại sao người ấy ngất xỉu giữa đường. Người ấy nói: "Ta tu ở trong rừng này, vì tu khổ hạnh lâu ngày nên thân thể ta yếu mòn. Hôm nay ta đã quyết định xuống sớm để hóa trai, nhưng đi đến đây thì kiệt sức. May mà con đến kịp để cứu ta."
Ngồi trên bờ sông, người ấy kể cho Sujata nghe sơ lược về cuộc đời tu hành của ông. Nhờ đó mà Sujata biết được rằng vị sa môn mà mình đã cứu thoát chết tên là Shinata, con của một vị quốc vương đang trị vì ở nước Kapilavatthu. Sujata ngồi nghe rất chăm chú. Shinata nói với cô bé: Ta đã thấy rằng kiềm chế xác thân không phải là con đường có thể giúp con người đạt đạo. Thân thể không phải chỉ là một dụng cụ. Thân thể là đền thờ của tâm linh. Thân thể là chiếc thuyền vượt biển. Vì vậy ta đã từ bỏ con đường kiềm chế thân xác bằng sự đói khát và bằng sự chịu đựng. Ta đã quyết định mỗi ngày sẽ xuống sớm để hóa trai vào giờ ngọ. Sujata chắp tay: Nếu thầy cho phép thì mỗi ngày con sẽ đem dâng cúng thực phẩm cho thầy. Thầy cứ ở trong rừng mà hành đạo, đừng xuống sớm để khỏi mất thì giờ. Nhà con cũng gần đây thôi, và ba mẹ con cũng sẽ bằng lòng cho con mỗi ngày đem cơm dâng cúng cho thầy. Shihata im lặng. Một lát sau ông nói: Ta vui lòng nhận cơm cúng dường của con mỗi ngày, nhưng ta cũng muốn thỉnh thoảng đi vào sớm để khất thực và tiếp xúc với bà con trong sớm. Hôm nào con đưa ta tới nhà con nhé. Ta muốn làm quen với ba và mẹ của con. Ta muốn được gặp các em bé khác trong xóm. Sujata mừng rỡ. Cô bé chắp tay bái tạ. Cô rất vui khi nghĩ đến lúc được vị sa môn này ghé lại nhà và thăm ba mẹ của cô. Cô không nghĩ rằng cúng dường cho vị sa môn này là tốn kém. Gia đình cô là một trong những gia đình khá giả nhất ở Uruvela, nhưng Sujata không muốn nói điều này ra. Cô nghĩ đây là một hài tu núi, cúng dường cho ông quan trọng gấp mấy lần cúng dường cho các vị thần núi thần rừng. Sau này mà ông ấy tìm được đạo thì cuộc đời sẽ được vơi biết bao nhiêu là nỗi khổ. Siddhartha đã chỉ cho Sujata rặng núi Đăng Siri, nơi có những hang động mà ông đã từng cư trú để hành đạo. Rồi ông nói: Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không cư trú ở đó nữa. Bên bờ sông có một khu rừng rất mát và có một cây pipala thật xum xuê. Ngồi dưới gốc cây, ta có thể thấy được cả dòng sông. Ta đã chọn nơi ấy để tu hành. Mai mốt khi con đem thức ăn cúng dường cho ta, con sẽ đem tới đấy. Để ta đưa con đi xem qua chỗ ấy cho biết. Rồi ông đưa Sujata vào thăm khu rừng êm mát bên bờ sông Niranjara. Ông chỉ cho cô bé xem gốc cây pipala mà ông thường ngồi đi thiền định. Sujata ngắm thân cây rồi ngẩng lên nhìn cành lá. Cây lớn quá, cây che mát cả một vùng khá rộng. Đây là một loại cây đa, lá lớn bằng bàn tay Sujata. Lá cây giống như trái tim và có những cái đuôi thật dài. Sujata nghe tiếng chim hót ríu rít. Nơi đây quả là một nơi thanh tịnh và êm mát. Sujata cũng đã có lần tới đây với ba mẹ cô để dâng cúng phẩm vật cho thần linh. Vậy đây là nhà mới của thầy, có phải thế không? Sujata nhìn Siddhartha với hai con mắt tròn xoe lấp lánh. Mỗi ngày con sẽ vào đây thăm thầy. Siddhartha gật đầu. Ông đưa tiễn Sujata ra cửa rồi trở về gốc cây ngồi thiền. Ông đưa tiễn Sujata ra cửa rừng rồi trở về gốc cây ngồi thiền tọa. Từ hôm đó, ngày nào Sujata cũng mang cơm hoặc bánh vào cúng dường cho vị sa môn trước khi mặt trời đứng bóng. Có khi cô bé mang theo cả sữa hoặc đề hồ, có khi Siddhartha cầm bát tự mình đi vào làng khất thực. Ông đã gặp được cha mẹ của Sujata và biết rằng cha của Sujata là một vị hương cả trong làng. Sujata cũng đưa ông đi và gặp những đứa trẻ khác mà cô bé quen trong xóm. Cô cũng đưa ông tới nhà của người thợ cạo và nhờ người này cạo sạch tóc và râu cho vị sa môn. Sức khỏe của Siddhartha phục hồi thật mau chóng. Siddhartha cũng cho cô bé hí chủ biết rằng công phu hiền quán của người đang mang lại nhiều hoa trái quan trọng. Cho đến một hôm Sujata được gặp Vatika. Hôm ấy Sujata đến sớm và được Siddhartha nói cho nghe về cuộc gặp gỡ với Vatika chiều hôm trước. Sujata vừa mới ngỏ ý muốn được gặp Vatika thì Vatika đã hiện ra trong rừng. Sau này có dịp gặp Vatika, Sujata đã hỏi thăm về các em của Vatika, và Sujata cũng cùng với
Puna tới nhà Vatican chơi. Puna là con hầu mới của Susatta. Con hầu cũ tên là Raha đã bị thương hàn chết cách đây 2 tháng. Trong những lần thăm viếng sau này, Susatta đã đem cho các em của Vatican một ít quần áo cũ nhưng còn rất tốt. Và Susatta đã ẵm em bé Hima trước sự ngạc nhiên của con hầu Puna. Susatta dặn Puna đừng mách cho ba mẹ cô biết là cô đã ẵm trong tay một em bé ngoại cấp. Một buổi trưa hôm nọ, bọn trẻ rủ nhau vào thăm Siddhartha khá đông. Các em của Vatican đều có mặt. Susatta rủ theo Parabhuta, Visaya, Sena, Uluviraka, Satilika. Bốn người này đều là bạn gái của Susatta. Susatta cũng mời được chị họ là Nandabala cùng đi. Chị Nandabala đã 16 tuổi, anh Nalaka năm nay đã 14, còn Subha mới 9 tuổi. 11 đứa ngồi thành một vòng cung trước mặt Siddhartha. Hôm ấy, ngoài thức ăn đem theo để cúng dường vị sa môn, bọn trẻ còn đem theo thức ăn trưa của chúng. Sau khi dâng cơm cho Siddhartha, bọn trẻ cũng mở thức ăn của mình ra ăn trong yên lặng. Ba la vượt Rupa đã được anh dặn dò và huấn luyện kỹ càng rồi, cho nên chúng ngồi ăn thật nghiêm trang. Bé Hima mở to mắt nhìn mọi người. Chưa bao giờ bé thấy nhiều người như thế. Bé ngồi thật ngoan trong lòng Vatika và không hề khóc. Hôm ấy, Vatika đã cúng dường một ôm cỏ mới cho Siddhartha. Vatika cũng đã nhờ đứa bạn chăn trâu của nó là thằng Gavambati coi trâu giùm trong giấc trưa. Ngoài ruộng trời nắng gắt lắm, nhưng trong rừng bọn trẻ đang cùng bị sâu môn ngồi trong bóng cây im mát. Cây bipala này lớn quá, cành lá xòe ra che mát cả vùng lớn bằng cả mười mấy căn nhà. Bọn nhỏ chia sức thức ăn cho nhau, Rupa và Embala hôm nay được ăn bánh chapati và nước sốt cà ri. Chúng cũng được ăn cơm trắng chấm muối đậu phụng và muối mè. Susatta và Balaruta đã đem đủ nước uống cho mọi người. Không khí ở đây thật lặng lẽ, nhưng niềm vui ở đây thật lớn lao. Hôm ấy, theo lời thỉnh cầu của Susatta, Siddhartha đã kể cho bọn trẻ nghe về đời của mình. Bọn trẻ đã ngồi nghe say mê từ đầu đến cuối. Vừa rồi thì mình đã đọc xong chương 5 của quyển sách Đường Xưa Mây Trắng. Hiện tại thì mình đang ở trong nhóm đồng hành của chị Trúc có tên là Hiri. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài của mình. Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành. Cảm ơn mọi người.